khi xưa chọn mặt gửi vàng, giờ đây đang hot chọn nhà gửi phân. Hãy cùng xem tình huống sau đây. Một đức. Nào, xem nào. Đấy, đi vào ung dung chưa? Tay cầm sẵn lá làm gì đây? Mọi móc gì đây? À, tập thể dục. Người ta bảo là khi xưa thì chọn mặt gửi vàng, bây giờ là người ta chọn nhà để gửi phân. Đấy, ôi giời, xong rồi. Đấy, sáng ra đội mũ đeo khẩu trang, ăn mặc sành điệu, tay đeo đồng hồ rất xịn nhờ. Đi vào để ỉa bậy tại không biết là ai. Chắc hẳn là anh đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề ỉa bậy này, cho nên anh đã thủ một chiếc lá rất to trước khi đi vào, và rồi sau đó đi ra như chưa có cuộc chia ly giữa phân và mông. Để ủng hộ cho những video tiếp theo từ kênh Tô Tin Tức, các bạn đừng quên click like để xem, cũng như là đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ nha. Xin chào.